Áng chọn năm giải trong một đêm, MCK gây tranh cãi vì thái độ với đàn anh, bị so sánh với Hiếu thứ hai. MCK lên nhận giải và phát biểu. Biết ơn những người đã rời đi, trân trọng những người còn ở lại. Cảm ơn quá khứ, hiện tại, tương lai. Hiếu thứ hai lên nhận giải và phát biểu. Ca sẽ cho em mừng mà tay, sẽ lên đi em không mà tay. Ca sẽ đi thả vào hôm nay, đó là công hẹn cho ngày mai. Đến đây với lại cái cô chú anh chị đến đây thì mình cảm thấy mình nhỏ bé quá. Những cái gì mình làm được nó cũng chưa tới đâu hết. Nhưng mà được đến đây thì gọi là rất là hạnh diện. Tổng kết năm 2023 có lẽ là một năm hoành tráng với MCK khi anh đã đem về hết 5 giải thưởng tại một buổi lễ. Nam rapper đã bày tỏ sự biết ơn với những người đã rời đi, trân trọng những người còn ở lại và cảm ơn quá khứ, hiện tại, tương lai. Dù nhận về nhiều giải thưởng nhưng MCK lại không tránh được loạt kiếp nạn của mình. Nam rapper đã bị đặt lên bàn cân so sánh với Hiếu thứ hai. Thay vì bị soi về thành tích thì cả hai nam rapper lại bị nhận xét nhiều về thái độ, cách ứng xử, nói chuyện của mình. Khi lên nhận giải và người trao cúp cho nam rapper là Trường Giang. Và khi nhận được cúp thì MCK lại bị soi có thái độ không thân thiện, ngó lơ đàn anh. Cộng đồng mạng cho rằng dù gì Trường Giang cũng là người đã có nhiều năm làm nghề và MCK cần phải tôn trọng nam nghệ sĩ. Dân tình suy đoán có lẽ nguồn cơn sự việc này bắt nguồn từ trước khi MCK được gọi tên nhận giải. Trường Giang đã nhắc đến Hiếu thứ hai và chia sẻ, đàn em đã nhận nhiều giải thưởng thì nên nhường cho người khác. Có rất là nhiều cái album mà Trường Giang rất là thích và nghe rất là nhiều lần. Chắc nó không lên nữa đâu. Hiếu á, không. Để nên nhiều cho được bài hát. Nhiều người cũng bày tỏ, đến cả Đen Vâu lên gặp ai cũng chào, còn MCK thì thái độ hơn trình độ, dù ai sai là việc của họ, mình làm đúng bổn phận của mình trước đã. Đó là mình làm đẹp cho chính bản thân mình, không phải làm đẹp cho người khác, tự đạp đổ miếng cơm. Trường Giang đẻ được MCK mà nhìn MCK kiểu sao á. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bênh vực MCK và cho rằng anh đã nhận cúp bằng hai tay và nói lời cảm ơn. Song song với đó, họ cũng thấy Trường Giang là người sai trước nên việc MCK có thái độ như thế cũng khó trách. Ai biểu Trường Giang nói Hiếu thứ hai nhường giải cho MCK, Trường Giang vẫn không vui khi mà tâm huyết mình làm ra mà lại bảo là người khác nhường thì vui kiểu gì. Tôi thấy ổng vẫn gật đầu lúc đưa giải mà không thân thì như thế được rồi. Hay về màn phát biểu của MCK, nhiều người cho rằng nam rapper thích thể hiện, da rẻ. Khi MCK và Hiếu thứ hai cùng nhận giải người truyền cảm hứng, cộng đồng mạng lại thắc mắc tại sao nam rapper không được phát biểu còn Hiếu thứ hai thì được. Tuy nhiên, Hiếu thứ hai đã có một màn phát biểu khá tốt và được khán giả hết lời khen ngợi. Đứng ở đây thì mình phải gọi là rất là hãnh diện vì những cái gì đều nhỏ bé mình làm mà cũng góp một cái phần nhỏ truyền cảm hứng cho một vài bạn thôi. Bên cạnh nhiều người thắc mắc thì một vài cộng đồng mạng khác cũng cho rằng trước đó MCK từng phát biểu và họ không thích những gì anh chia sẻ, bởi thế khi Hiếu thứ hai phát biểu mà không phải MCK thì họ cũng chẳng có gì thắc mắc. Coi MCK phát biểu lúc cuối đi rồi hiểu sao người ta không thèm phỏng vấn. Được MCK phát biểu thì hết cảm hứng luôn chứ truyền, anh Hiếu 10 điểm ứng xử. Còn bạn thấy sao về việc MCK bị soi thái độ với Trường Giang và so sánh với Hiếu thứ hai? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!